Sướng thì sướng thật nhưng mà mệt các bạn ạ. Chia tay đi. Điên à? Mẹ súng bằng này không thích vẫn đòi chia tay. Có quay cái đoạn phịch nhau đâu mà sợ. Cái thằng người bằng cổ tay mà chim bằng ngón tay út này yêu cũng thích á. Em suy nghĩ kỹ chưa? Rất là kỹ rồi. Nhưng mà anh chưa suy nghĩ nên là chưa chia tay. Ok. Chim bằng này vẫn còn chán. Em làm người yêu anh hơi lâu rồi. Nhân tiện cơ hội này ý, thì anh cũng nói luôn với em là mình chia tay đi. Mình không hợp nhau. Ok. Nhưng bây giờ em không quan anh nữa. Không, sư tử thì nó vẫn là sư tử đâu, hiểu chưa? Nó không bao giờ thành thê tử được nhá. Hải Yến xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì anh em ạ, như anh em đã xem cái clip ngày hôm qua ấy, thì mình không nghĩ là anh Hoàng Dũng anh chỉ đăng cái clip đấy lên mạng. Sướng thì sướng thật nhưng mà mệt các bạn ạ. Vãi đái thật. Đã thế lại còn nói xấu bố mình nữa. Thì hôm nay mình sẽ quyết định làm một clip là chôn anh ấy. Mình sẽ giả vờ chia tay anh ấy để xem phản ứng của anh như nào. Thì phản ứng của anh Dũng như nào thì xin mời các bạn xem hết video của mình nhá. Còn bây giờ mình sẽ đi đặt góc máy quay. Nguyên nha, đừng nói là chị quay chôn nha. Mày mà nói chị đập chết. Nhìn thấy từ ngoài ấy. Hai mồm. Mồm. Đập bàn đâu ghế ai đây? Thấy thái độ gì đấy? Thấy người lớn về là phải mở cái mồm ra, nhớ chưa? Dặn bao nhiêu lần rồi? Ai là người lớn ở đây? Anh. Anh đi đâu về? Đi đánh bia. Giỏi nhờ. Anh bảo em ra đây trong quán cho anh để anh đi đánh bia. Đi làm sao? Đến tí. Anh có biết là khách bao nhiêu người vào xong người ta bỏ về không? Gọi anh về gọi thì không mang điện thoại. Điện thoại bên kia sạc. Anh thì giỏi rồi. Không sao. Chia tay đi. Điên à? Chả điên, rất bình thường. Nhớ hiểu. Làm gì anh? Tao. Sao? Chia tay thì chia tay. Thích thì chia tay. Dở à? Dở gì? Mẹ súng bằng này không thích vẫn đòi chia tay. What? What the fuck? Không thích đây. Điên này. Chia tay đi. Làm sao chia tay? Em không nghĩ anh đăng cái clip để lên mạng đâu ấy. Clip nào? Clip nào anh tự biết. Lên như thế người ta nghĩ về em như nào? Ai đời đi ngủ với người yêu mà đăng clip lên mạng à? Có quay cái đoạn phịch nhau đâu mà sợ. Nhưng mà em không thích, anh hỏi ý kiến em chưa? Em hay kiểu gì, em sao ấy à? Chẳng làm sao cả. Nói chung là bố mẹ em cũng không thích anh. Nhìn hả? Nhìn người anh xăm trổ ấy, nhìn không đàng hoàng. Bố em bảo gì á? Đúng rồi. Bố em bảo thế thì kệ bố em. Hốt à? Với cả em cũng chán, em không muốn yêu anh nữa. Bị mẹ súng bằng này vẫn không muốn yêu như thế nào nữa. Không đây. Đéo hiểu được gì luôn. Bố mẹ em thích Hoàng Anh. Hoàng Anh á? Đúng rồi. Cái thằng người bằng cổ tay mà chim bằng ngón tay út này yêu cũng thích á? Thích đây. Nhìn anh ấy đàng hoàng tử tế. Thế anh không đàng hoàng à? Không. Lý do? Ai bảo anh xăm trổ? Xăm thì làm sao? Nói chung là bố mẹ em không thích anh và bây giờ em cũng chán anh rồi. Thì em muốn chia tay. Chán người ta chán rồi nó mới bỏ à? Ai chán ai? Nhưng mà em đang trêu đúng không? Em không trêu, trêu mà em không nghiêm túc như này. Điên. Mày hết thuốc à? Thuốc gì? Đơ ấy. Em có bị bệnh đơ đâu mà uống thuốc. Anh bảo rồi, cái bệnh đơ của em phải uống thuốc đều đặn vào. Nhưng mà em đang nghiêm túc. Nếu mà hết thuốc ấy thì bảo anh đưa lên viện, nó phát thuốc miễn phí cho. Anh có biết em đang nghiêm túc. Đang rất nghiêm túc. Nghiêm túc cái đéo gì? Điên à? Hết thuốc thì bảo anh đi lấy thuốc ra về mà uống. Chưa uống thuốc đúng không? Nay quên uống, chưa uống thuốc đúng không? Đã bảo em nghiêm túc rồi mà. Em làm sao ấy nhỉ? Tại như thế này tự nhiên chia tay em gì? Chia tay thì chia tay vậy thôi. Thế
Thế hôm nọ bố em có bảo gì đâu. Nhưng mà bố mẹ em bảo từ cái hôm mà đầu anh sang nhà em ăn cơm rồi. Anh về rồi mới nói. Thế sao nói luôn? Thì em thử xem thái độ anh thế nào, nhưng mà đến ngày hôm nay em không thể chấp nhận được nữa. Làm sao chứ nhỉ, anh có làm gì em đâu. Anh không làm gì mà anh đăng cái clip đấy lên mạng à? Có quay cái cảnh kia đâu mà sợ nhỉ. Nhưng mà em không thích. Ít ra anh phải hỏi qua ý kiến em là em có đồng ý cho anh đăng cái clip đấy lên không chứ. Anh xin lỗi. Anh thử xin lỗi là xong à? Nói chung là em không chấp nhận đâu, chia tay đi. Không hiểu cái gì. Em suy nghĩ kỹ chưa? Rất là kỹ rồi. Nhưng mà anh chưa suy nghĩ nên là chưa chia tay, ok. Kệ anh. Nhưng mà với em là chia tay rồi. Quay đây nói chuyện cho xong á. Thôi trêu thì cứ bảo trêu. Sao mà không trêu mà trêu. Trêu đúng không? Không. Trêu đúng không? Đừng có động người em. Thật đó. Trả thật thì sao? Nhưng mà anh xong anh có làm gì đâu. Ăn trộm ăn cắp của ai đâu. Nhưng mà giờ em không thích anh, em chán anh rồi. Chán rồi. Nhớ hiểu. Chim bằng này vẫn còn chán. Trêu đúng không? Không trêu. Em đang nói rất là nghiêm túc. Thế bố mẹ em bảo như nào? Bảo anh xăm trổ. Không chấp nhận. Nói chung là chỉ thích Hoàng Anh thôi. Đàng Hoàng Anh nó gì hơn anh? Ít ra anh ấy nhìn đàng hoàng hơn anh. Nhìn tử tế hơn anh. Như nào mà đàng hoàng hơn? Anh ấy chưa bao giờ to tiếng với em như anh. Thế anh to tiếng với em bao giờ? Chả suốt ngày to tiếng quát em làm này làm kia đây. Còn mà em toàn đánh anh ý. Em đánh anh bao giờ? Thế từ trước giờ anh chửi em bao giờ chưa? Đầy lần. Anh đánh em bao giờ chưa? Đầy lần. Chưa đánh một cái nào nhé, toàn em đánh anh nhé. Tật người đâu. Giờ lại về bảo bố mẹ không đấy. Thế sao ngồi uống rượu bố em nói đâu? Ê, anh đi đánh bằng bố em bố ạ, mày phải là con giả chú mới đúng. Thế mẹ bây giờ về nói kiểu như thế. Lời nói trên bàn bài bạc anh cũng tin à? Chả tin. Thôi, xin lỗi được chưa? Không, chia tay rồi, chia tay. Điền anh sai rồi, thế anh xóa clip đấy nhá. Không, không cứu vãn được nữa rồi. Làm sao không cứu vãn được nữa? Nói chung chia tay là chia tay rồi. Điền. Không. Đi. Làm sao nhỉ? Chia tay đi. Anh chả làm gì sai. Thế mà vẫn chưa làm gì sai đấy. Đang mới cả clip đi. Anh đỡ chuyện gì to tát. Cái mới chuyện đấy cũng chia tay. Xem trẻ con đấy nhỉ. Em trẻ con vậy đấy. Em chỉ được như thế thôi. Thế sao không nói ngay từ đầu đi. Đỡ phải tán, đỡ phải yêu. Thế bây giờ bảo rồi đấy, chưa muộn. Đồ điên. Điên gì? Thế em không yêu anh à? Không. Nhưng mà anh yêu em. Cái anh. Sao? Chia tay là chia tay. Kỳ cục ý. Tự nhiên chia tay nó phải có một cái lý do chính đáng. Đó là lý do đấy đấy. Mỗi bố mẹ em thế, bố mẹ em lấy anh hay em lấy anh. Nhưng mà giờ em không yêu anh nữa. Chắc yêu thằng nào. Yêu thằng nào hay không đấy là việc của em. Giờ đổi thích thằng Hoàng Anh. Em thích nó à? Ừ, em thích Hoàng Anh đây. Em thích Hoàng Anh á? Đúng rồi. Như người như cái tít xe đạp thích. Người thì sao? Người mẹ bằng cổ tay anh không?
Ít ra anh ấy nhìn anh ấy hiền lành, anh tử tế. Anh ấy chẳng bao giờ to tiếng với ai cả. Đéo hiểu luôn. Rồi bố mẹ. Thế ông mẹ ai mẹ em bảo con bảo gì đâu. Đấy là không nói trước mặt anh còn gì. Mẹ em bảo hôm đấy, mẹ em bảo là cháu xăm đẹp thế, vẫn còn khen. Đấy là khen đều đấy cô ạ. Cô làm nhỉ. Khen đều. Kế. Em suy nghĩ kỹ chưa? Rất là kỹ rồi. Thế mình chia tay thôi. Ok. Anh nói luôn, em làm người yêu anh hơi lâu rồi. Chất 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 chất. Và chúng tôi gọi đây là chất. Chất. Ừ, bây giờ biết rồi đấy. Mình chia tay. Ok. Ừ. Là đây không thiếu gái nhá. Thiếu gái thì níu gái làm qué gì. Chia tay thì chia tay, nói thẳng từ đầu đi. Lại còn nhập nhằng từ đầu đến giờ. Anh chả vờ. Ôi. Nói nhiều mệt. Nhân tiện cơ hội này thì anh cũng nói luôn với em là mình chia tay đi. Mình không hợp nhau. Ok. Ok. Tôi tưởng ấy, người thì đẹp lắm ấy, vừa béo vừa xấu. Rồi. Đầy á, đầy gái theo nhá. Đi chơi kìa. Ngồi gái mà đi chơi. Ô, đây là cái điều đương nhiên, hiểu chưa? Ok. Alo. Alo. Bạn đang đâu ấy? Đi rượu ốc đây. Hôm nay tớ mới chia tay được đứa người yêu. Mẹ chết quá. Hả? Dẫn... À, bảo cả Linh đi nhá. Linh... Người yêu cũ của tớ. Bạn rủ đi. Ừ... Mới chia tay xong. Vừa chia tay xong. Nó thì đéo nào thì nó thích cái thằng chơi cùng tớ thì mọc hai quả sừng to vãi lìn ra bà. Ừ, ok. Quán quán ốc Long Béo nhá. Ờ, nửa tiếng nữa nha. Ôi không thiếu gái bạn ạ nhá. Cứ gọi đi đi. Ô, đi bình thường thế nhá, ở nhà này. Tại cái gì đi đâu ấy. Tự nhiên hạ giọng thế. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Với người yêu. Đi. À, quên phải người yêu mà người yêu cũ mới đúng. Đi vậy. Đi ăn cứt à? Đi ăn đâu? Chả là cái gì của nhau nên không, có nghĩa là không là gì nữa nên là không nên đi gần nhau rồi chứ. Người ta hiểu nhầm. Bây giờ anh là một người độc thân, một người FA, hiểu chưa? Ok. Không. Không cái gì. Đi với. Ở nhà, mặt. Thế đây đi tắm rửa xong rồi đi với anh. Đi. Không. Ra đóng cửa. Biến ra ngoài. Đi ra ngoài. Em làm sao đấy nhỉ? Em ngồi đây. Muốn em gì? Thích ngồi đây. Không, à, chia tay đấy, em muốn em gì, anh không muốn em ở đây nữa. Thích ngồi đây. Người yêu cũ là đồ con chó. Về. Nó ở cái tầm đuổi ra nhá. Không. Cái đéo gì bị điên à. Vừa em bảo chia tay mà bố mẹ không thích mà. Không thích tay nữa. Trẻ con à. Hả? Thì em là trẻ con mà. Em là trẻ con mà. Này. Đứa yêu cũ anh ấy. Nó hiền, nó dịu dàng. Nó không như em đâu. Nhưng bây giờ em không qua anh nữa. Không, sư tử nó vẫn là sư tử đâu, hiểu chưa? Nó không bao giờ thành kê tử được nhá. Cứ ở đấy. Không. Làm cái gì? Không cần đi.
Bỏ tay ra. Không. Bây giờ mình không còn là người yêu nữa nên. Không à, em bảo chia tay bao giờ? Anh không thích cầm tay người lạ. Ok. Đau nhỉ? Em bảo chia tay bao giờ? Vừa con chó là bảo. Không phải em. Bố mẹ em à? Không. Bố mẹ em bảo à? Anh bảo. Ừ. Nhưng mà em không đồng ý. Đừng có mang chân lợn đi. Bỏ đi. Không, chia tay đâu. Vừa mồm kêu chia tay mà. Không. Thế nói ra đây ý định gì nói luôn. Ý định gì đâu. Em đi với. Không đi. Em chỉ ăn ngồi ăn ốc thôi, em không uống bia. Hôm nay có người yêu của anh cùng nên là em mới đi. Không, em không nói anh đi đâu. Lý do. Không nói đi là con nhau đi. Bị điên à? Bỏ ra đi. Mới đây mày nhìn thấy Hải Yến buồn cười không? Nó chia tay rồi mà. Đúng không? Ai bảo chia tay bao giờ? Mày công nhận không? Vừa ấy bảo chia tay không đúng không? Này này, chỉ cái gì? Bỏ ra. Không. Anh hết điều. Không. Sao vô duyên thế nhỉ? Em không đồng ý chia tay đấy. Vừa mồm kêu chia tay xong. Không. Thế này làm gì nói luôn, anh biết thử rồi. Làm gì? Mày chơi cái gì? Cái gì? Ra đây định làm gì nói luôn. Gì đâu, ra đây chơi. Hả? Ở trong quán họ ăn. Thế à? Thế sao cái camera lại để kia? Ngươi mày để lên đúng không? Em biết. Mày để lên đấy làm gì? Em vừa đi ra đây em bảo em sẽ chiều với tôi. Đừng có văn chăn lợn nữa nhá. Định chôn cái gì nói luôn. Điên à. Điên. Thử lòng chia tay á. Đây chia tay thật rồi. Ok. Mình chia tay rồi. Không. Nha. Không. Ở nhà nha. Không, em đi với. Không đi ở nhà thôi. Không. Em đi với. Ô. Vừa chia tay xong. Ai bảo chia tay? Vậy không? Anh bắt bài ngay rồi ra đây mình thấy nghĩ phải lạ làm. Thế nhà nó đúng nói luôn để biết này, không chia tay thật luôn này. Thì ai bảo anh đăng cái clip kia lên. Nhưng mà ý định em hôm nay em ra chôn anh đúng không? Ừ. Anh không, anh nghĩ gì em ra đem trong quán cho anh. Còn non là xanh lắm em ạ. Ngu. Đấy nghe anh nhá, chôn phải đặt cái góc nào nó kín kín tí. Để kia anh nhìn thấy ngay, hiểu chưa? Nguyên, sao mày để ở đấy? Nó ở phía đầu, thế nhá, ở nhà nhá. Không, em đi với. Thế chào khán giả đi. Anh em thấy nó dơ không? Vừa bảo trên đây không? Bờ nó dọa mình trên đây, mình dọa lại mắt nó sun vòi luôn mọi người ạ. Chào. Ở đi đây. Không nên. Thế chào. Ok anh em nha. Vậy là màn chôn của mình đã không thành công. Còn bây giờ mình phải dừng clip ở đây thôi. Mình phải đi uống rượu với anh Dũng. Không là anh đi với người yêu cũ mất. Còn anh em thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn bây giờ bye bye. Anh có đi uống rượu được không? Đi. Anh vừa gọi trả vòng.